Ngày 31 tháng 7, nguồn tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 5 vừa bắt giữ 8 đối tượng chuyên lợi dụng những sự kiện đông người để ra tay giàn cảnh móc túi, lấy đi nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5, các đối tượng này thường xuyên đến các buổi lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học và cao đẳng, các hội chợ, triển lãm trên địa bàn, sau đó giàn cảnh chen lấn để móc túi, trộm cắp tài sản của các nạn nhân. Sau mỗi phi vụ thành công, các đối tượng này liền mang tài sản trộm cắp của các nạn nhân bán lại cho cửa hàng điện thoại di động Ngọc Tài, có địa chỉ tại quận 4. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.